Hello, chào buổi sáng cả nhà nha. Thì hôm nay là ngày thứ hai mà em đang ở Hà Nội rồi. Thì bây giờ em đang sẽ di chuyển sang siêu thị để mà tí còn chuẩn bị cho công việc giới thiệu sản phẩm của mình. Thật sự thì vì không có quen giường nên hôm qua em Lan không ngủ được thế nào cả nhà. Đây, vali, đồ đạc, các thứ. Thật sự không ngủ được nên rất là mệt mỏi luôn cả nhà. Các anh thì đã dậy sớm, sáng đi rồi. Còn mỗi em Lan là cho ở lại thay đồ quần áo. Giờ này cũng phải đi. Em Lan thì được sắp xếp ở trên tầng 3 cả nhà. Em Lan với cả đoàn thì mình có thể ở chỗ Thanh Xuân ấy, Nguyễn Như Con Tum á. Siêu thị ở ngay đường phố luôn. Bây giờ em Lan sẽ ra đấy nhá. Thật sự Hà Nội quá nóng luôn. Sau 6 năm hay 7 năm quay lại Hà Nội thì quá nóng luôn mọi người. Chỉ có thích ở trong phòng ngồi điều hòa thôi. Bây giờ hôm nay mặt này được tổng tắc có ai quay cho mệt nữa chứ. Mà thời tiết Hà Nội cũng thất thường cơ. Hôm qua xuống thì bị một cơn mưa. Chán luôn. Này, okay. Đang vào trong máy. Chỉ vào trong máy tối hẳn hơn. Đợi em lên ra máy em quay nhá. Hà Nội vào một buổi sáng. Ý, thế nóng nhỉ? Cái này đúng. Hôm qua vào tối đó bây giờ cũng không biết được ra ngoài nữa kịp nhà ơi. Má trong mấy bạn mình thấy em đang mặc cái đồ như này ở Hà Nội trong mọi người. Lạ lắm cả nhà. Bây giờ em đang cộng ít đồ. Nắng ơi là nắng. Ra chỗ siêu thị để trưng bày. Các anh còn tắm trước. Nằm. Trời ơi Hà Nội trở lại vào 6 năm trở lại Hà Nội. Chọn có cái khác mấy. Nhưng nếu trước em đang được chọn đấy. Ôi, cái rượu đâu nhỉ? Mệt quá. Sang đường thế nhá, bây giờ bắt đầu sợ sang đường này. Tí còn có múa lân nữa cơ cả nhà. Thấy rất là nhiều đồ biểu diễn ở kia. Còn mấy anh đẹp trai đấy cơ. Mấy trai đẹp là mắt sáng luôn ấy. Chả biết khu vực gian hàng của nhà em Lan ở đâu. Chị luôn. Đây cả nhà ơi, các anh thì đang bày các sản phẩm của Đồng Văn nha cả nhà. Đây toàn cảnh là các sản phẩm Đồng Văn và toàn là đặc sản trên Đồng Văn thôi đấy cả nhà. Mang rất nhiều mà chỉ có một chỗ bé tí để bày, còn cất đi một số rồi đấy cả nhà. Có ai muốn các sản phẩm Đồng muốn mua thì nhanh chân qua đây nha. Vừa bán vừa tặng luôn, tại vì mang từ xa quá xuống nè. Đây là thịt treo gác bếp nha cả nhà, được đóng gói rất là đảm bảo an toàn luôn. Đây là gạo khẩu mang đặc sản Đồng Văn. Bắp cải mang từ vùng cao xuống. Ớt gió cũng là một đặc sản của Đồng Văn nha cả nhà. Ớt gió này rất là cay và thơm lắm. Mật ong bạc hà, chắc mọi người đều nghe đến mật ong bạc hà rồi đúng không? Nhưng mà ở đâu cũng có, nhưng mà ở riêng Đồng Văn thì chuẩn luôn nha. Tại vì cây bạc hà thì trồng ở vùng cao thì nó mới chuẩn nha cả nhà. Chè răn tuyết nè. Đấy mật ong bạc hà. Có anh chị, bạn bè, anh em nào có nhu cầu mua mật ong bạc hà chuẩn chất lượng thì cứ alo cho em Lan nhá. Các sản phẩm này thì đều đặt chứng nhận OCOP rồi nha cả nhà ơi. Đây là thảo quả, một loại quả trong rừng, vừa là thuốc và vừa là gia vị luôn nha. Còn bây giờ thì sẽ đi tham quan một vòng siêu thị. Theo như em Lan thấy ở đây thì siêu thị này có 3 gian chính nha cả nhà. Gian giữa sẽ là các sản phẩm khô đóng gói như kiểu mắm muối mì chính á, bim bim các thứ. Còn gian bên tay phải sẽ là rau củ quả như này nè. Rau củ quả này, rau xanh nè. Đấy, có này, bí, rau leo, dưa chuột các thứ. Các loại rau. Đấy, rất là tươi luôn. Hôm nay mới là ngày khai trương mà rất là nhiều mặt hàng thế này thì cũng rất là thú vị cả nhà. Còn gian bên tay trái sẽ là gian thịt nha. Vâng, xin chào kính mời và đại biểu cũng như là cán bộ nhân viên công ty cũng quý khách quý, chúng ta hãy cùng di chuyển vào khu vực khoảng xanh để chúng ta hãy cùng đến sự kiện khai trương F1 Max của chúng ta ngày hôm nay. Đây là chỉ 61 Nguyễn Như Con Tum. Và xin mời quý vị hãy cùng chuẩn bị đến các sự kiện đặc biệt quan trọng này. Và một lần nữa thay mặt cho chương trình, trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy cùng di chuyển vào khu vực khoảng xanh. Chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều điều tuyệt vời để dành tặng quý vị trong khu vực đó. Và xin mời quý vị hãy cùng nhau mắt về phía cùng sân khấu để chương trình của chúng ta sẽ được bắt đầu trong cùng thời gian đặc biệt ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng mời. Lọc vòng cả buổi sáng thì đói bụng quá, may quá có bánh trái mọi người ạ, rất là ngon luôn. Các anh thì không ăn nhưng mà em Lan thì phải gắp ngay cho mình một miếng bánh đầu tiên cho vào mồm. Ôi rồi ôi, ngon tuyệt vời. Lâu lắm rồi mới được ăn bánh đấy cả nhà ơi, phải ăn thêm một miếng nữa.
Bánh ngon lắm. Ăn miễn phí thì phải ăn nhiều đúng không cả nhà? Của chúng tôi ngày hôm nay là một sự kiện vô cùng tuyệt vời, đó là khai trương cái siêu thị F1 Max tại địa chỉ 61 Ngụy Như, Kon Tum. Và chúng ta hãy cùng cháu nghe lớn để cùng chúc mừng F1 Max của chúng ta khai trương hồng quát. Thế là đã xong phần lễ khai trương rồi cả nhà ơi, còn bây giờ em Lan thì phải nhanh chân đi bán hàng đây. Cả nhà nhớ qua siêu thị để mua các đặc sản vùng cao Đồng Văn nha. Bye bye cả nhà.